Chào các bạn. Hôm nay Helen chuẩn bị vào bếp để làm món thịt kho trứng. Thì Helen có mua cái thịt heo này, mình mua cái loại mà nó có nạc nạc mỡ mỡ như thế này nè. Đó, thì mình kho nó không có bị khô nha các bạn. Nó rất là ngon. Đây. Thì mình cắt cái cục nó lớn lớn một chút xíu để mình kho với trứng. Thì thịt còn này trứng gà thì Helen đã luộc chín rồi. Thịt heo kho với trứng nhiều ăn nó ngon, với ít sả nha, sả cho nó thơm. Thịt heo kho trứng thì mình có sả rồi. Nếu mà bạn nào mà có nước dừa thì kho nước dừa, còn không có nước dừa thì kho nước lạnh cũng được. Này Helen thì có nước dừa nên thì Helen dùng hai cái lon nước dừa. Rồi để ướp cái thịt này á thì Helen sẽ cho tỏi với hành, tỏi băm với hành băm nhiều cho thơm nha các bạn. Tỏi băm với hành băm nhiều vô cho nó thơm, tại vì mình kha thịt nè, kha tỏi với hành mình chừa lại chút xíu để mình khử dầu cho nó thơm nha các bạn. Rồi bạn nào ăn bột ngọt thì cho bột ngọt, mình cho chút xíu bột ngọt cho nó ngon. Tiêu thịt kho mè. Mình kho cái món này mình để mình hâm táo hâm lui, mình ăn nó rất là ngon. Thì thấm á, thì đường nè các bạn, bỏ đường vô, mình nêm theo cái khẩu vị nhà mình nha. Và miếng nước mắm, cho chút nước mắm vô nha, nước mắm à. Thịt heo mình kho mắm ngon các bạn. Rồi mình cho chút xíu cái màu hột điều á, đó, cho vô cho nó đẹp. Rồi mình cho bột nêm gà vô nha. Cho miếng bột nêm vô cho nó ngon. Mình nêm bột nêm này, rồi mắm nè, đường nè, bột ngọt, tiêu nè, củ hành nhiều. Rồi mình để cho nó vài tiếng đồng hồ cho nó thấm gia vị á, rồi mình mới kho nha. Dầu nóng đó mình cho hành tím vô, hành tím băm. Rồi sau này mình đợi cho nó thơm thơm chút xíu. Rồi mình cho thịt vô.
mình xào nó lên khoảng vài phút cho cái thịt nó thấm gia vị. Mình xào vài phút thôi, cái thịt nó săn rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nước dừa vô. Giờ mình cho nước dừa vô. Giờ mình là dặn cái lửa vừa để mình pha. Rồi bây giờ mình cho trứng vô, mình nấu luôn cho nó thấm, nó thấm ở trong cái trứng luôn cho nó ngon. Một nồi thịt kho thiệt là tự to luôn, quá đã quá đã. Mình kho thịt mình bỏ chút xíu màu hột điều á, cái nó đẹp á, cái nước kho thịt nó đẹp á các bạn. Chứ nếu mình bỏ cái màu kho cá thì nó đen á, màu hột điều nó đẹp. Rồi mình sẽ cho sả, mình cho vài cọng sả vô nó thơm. Giờ mình kho từ từ cho nó cái thịt nó mềm nó ngon. Thì cái thịt của mình đã kho xong rồi các bạn, rất là ngon, nó mềm lắm, nó mềm, nó thấm cái nước dừa, rất là ngon nha các bạn. Món này mình ăn với cơm hay là mình cuốn bánh tráng với thịt đó, rồi với trứng này, mình ăn rất là ngon, kho rất là ngon các bạn. Tại vì mình muốn cá miếng nước á để mình chan cơm rồi mình ăn á. Thì bạn là thích kho thịt á, thịt kho trứng á, thì và bếp kho giống như Helen kho vậy nè, rất là ngon nha. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem. Làm ơn cho Helen xin một like và rung chuông ủng hộ kênh Helen Fan Canada nha, cảm ơn nhiều lắm. Và hẹn gặp lại cái video tiếp theo nha, bye bye.